Xin chào quý chị cô chú đang theo dõi kênh Nhà Đất TV. Ngày hôm nay Phú xin gửi đến quý chị cô chú một căn nhà cực kỳ đẹp nằm tại khu Tên Lửa nha quý vị. Thì em vừa quay cho quý chị cô chú thấy phía ngoài đó, đó là siêu thị Aeon Tên Lửa, Aeon Bình Tân quý vị. Thì tại cái vị trí của mình ở đây á là cách siêu thị Aeon Bình Tân khoảng 100m. Và cái vị trí mình đi vào đó là đường là hẻm xi măng, nhưng mà hẻm của mình là hẻm 7m, hai chiếc ô tô tránh nhau được nha quý vị. Của mình là kế bên chợ luôn. Rồi thì căn nhà của chúng ta ngày hôm nay á là một cái căn nhà mới cực kỳ đẹp luôn quý vị. Có cái diện tích khá là phù hợp để cho quý chị cô chú nào mà mình có gia đình đông để ở. Thì nhà có diện tích chiều ngang là 3m8, dài 16m, với thiết kế xây dựng là một trệt 3 lầu sân thượng, gồm có là 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ. Thiết kế bên trong nội thất còn rất là mới và đẹp. Nhà này có full nội thất, quý vị về là mình ở ngay thôi, mình không có cần phải sắm sửa gì nhiều nha quý chị cô chú. Và cái giá của chủ nhà kêu bán cực kỳ hợp lý luôn, nó chỉ nhỉnh hơn 8 tỷ một xíu thôi. Thì giấy tờ là pháp lý hợp lệ hết nha quý chị cô chú. Bây giờ em sẽ mời mọi người vào bên trong tham quan kết cấu nhà và xem cái nội thất bên trong như thế nào. Sau đó em sẽ báo cho quý vị tình trạng pháp lý rõ hơn và cái giá chính xác luôn nha. Còn bây giờ thì mời quý chị cô chú đi theo em vào bên trong để xem từng cái chi tiết bên trong căn nhà. Rồi mời mọi người theo em. Cái phần phía ngoài phòng khách nha quý chị cô chú. Đây là nội thất toàn bộ chủ nhà để lại luôn nha quý vị. Mình có bộ ghế salon, sofa, có bàn tivi. Đây, đây là bàn làm việc. Phía ngoài mình có ông địa, với lại nói chung là đa số là nội thất này là nội thất còn mới hết tất cả. Thì chủ nhà người ta sẽ để lại hết nha quý vị. Mình có cái phần cầu thang là nằm ngay giữa nhà, phía sau là phần bếp. Nhà vệ sinh nằm đây. Rồi bây giờ đi lên trên lầu nha quý vị. Đâu nhìn nhìn cái nhà vệ sinh. Bây giờ mình đi lên trên lầu quý vị. Mỗi lầu vậy sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đây. Cầu thang cả nhà này làm rất là rộng quý vị, rộng hơn nhà khác bình thường khoảng chắc khoảng 2 tấc á. Cầu thang này đi thoải mái quý chị cô chú. Rồi, lầu 1. Thì lầu 1 đầu tiên em sẽ đi cho quý vị ra cái phòng phía ngoài. Phòng phía ngoài có ban công rất là đẹp luôn và phòng rất là rộng quý chị cô chú. Bây giờ đi ra ngoài. Đây. Một căn phòng rộng rãi có nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh đây. Nhà này sử dụng gỗ nội thất là gỗ gỗ đỏ quý vị. Cửa thì cửa trong thì làm cửa gỗ, còn cửa ngoài là cửa nhôm sifa. Ban công phía ngoài quý chị. Ban công phía ngoài mình có thể phơi đồ nè, mình tận dụng mình phơi đồ hoặc là mình trồng cây được. Thì ban công này nó cũng rộng nha. Hai ô gạch với lại một nửa ô gạch. Gạch này là gạch 6. Gạch này là gạch 6 tấc, hai ô là 1m2. M2 cái này thêm 3 tấc nữa là 1m5. Rồi, ban công 1m6 quý vị. Ban công này là có chiều ngang 1m6. Bây giờ em sẽ mời mọi người đi vào bên phòng phía sau. Đây, tủ gỗ này quý vị. Gỗ này là gỗ gỗ đỏ nha, gỗ thiệt hết nha quý vị. Giường cũng vậy luôn. Giờ nội thất nói chung là chủ nhà người ta sẽ để lại. Chỉ hơn 8 tỷ một tí thôi là chúng ta sẽ có một cái căn nhà cực kỳ đẹp, vị trí khá là tốt luôn quý vị. Đó, cái phòng phía sau. Phòng rộng nha. Có giường, có tủ đầy đầy đủ. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì chắc không cần phải quay đâu. Nhà vệ sinh giống giống như cái nhà vệ sinh bên kia luôn, y chang luôn. Đó. Bây giờ đi lên trên lầu trên. À quên nữa quý vị. Tất cả những phòng ở đây đều có máy lạnh đó nha, và máy lạnh này được tặng lại hết luôn. Đó. Tất nhiên là 5 phòng sẽ có 5 cái máy lạnh. Ở dưới phòng khách có một cái máy lạnh nữa. Là 6 cái. Ở phòng khách có máy lạnh tức. Có một phòng. Rồi bây giờ thì đây. Lên trên này nó sẽ thoáng hơn nữa quý vị. Ở phòng phía sau có cửa sổ. Phòng phía trước đứng đây. Cái này nó cũng giống như cái phòng phía dưới nãy em quay cho mọi người nha. Ban công phía ngoài cũng y chang vậy luôn. Phòng nó rộng nha. Rộng mình mong không. Đây. Ra ban công phía ngoài. Thì chủ nhà sử dụng cái nội thất ở trong rất là đẹp, mà phía ngoài cũng là đẹp luôn. Cái ban công sử dụng cái gì nhìn. Hồi nãy em quay cho mọi người xem á, cái
cái lan can của nó sử dụng nhôm sifa ơi vậy cái nhôm đúc, cái nhôm đúc, còn cái cửa là nhôm sifa. Nội thất sang nha quý vị. Bây giờ đi ra phòng phía sau. Cái nhà này giá quá tốt quý vị ơi. Ở khu này mà không mua căn này nó mua căn nào bây giờ. Đây, phòng phía sau thì nó cũng giống như cái phòng nãy. Nhưng mà cái phòng này nó có được cái cửa sổ phía sau. Bởi vì cái nhà phía sau người ta chưa có xây. Cho nên là mình dài lên trên sẽ có cửa sổ phòng sau. Đây, nhà vệ sinh. Đó. Nhà vệ sinh. Bây giờ nãy giờ là mình đi lên 2 lầu, có 4 phòng nha. Mình lên trên lầu 3. Lầu 3 sẽ có một phòng ngủ với lại một phòng thờ. Cái phòng phía sau cái gì? Ra mà nhìn phòng phía sau. Đó, phòng phía sau nó giống cái phòng phía dưới cái gì. À. Rồi, cái như là phòng thứ 5 nha. Ra phòng phía trước này nè, phòng thờ. Phòng thờ rất là rộng cái gì. Nói chung là mình có thể làm phòng thờ hoặc có thể là làm phòng ngủ vẫn được. Đây. Đó. Hành lang ban công. Bây giờ em đi ra ngoài cho mọi người xem thử nha. Rồi sau đó quay xuống cho mọi người xem cái hẻm. Đây cái lan can nhôm, nhôm là nhôm đúc. Cái này nó là một trong những cái lan can nó thuộc dạng mắc tiền quý vị. Bằng sắt thì nó rẻ lắm, cái này nó rất là mắc. Rồi gì nhìn xem sát đường tên lửa luôn. Bữa nay mình ra đường tên lửa nó có 30 mét. À hẻm trước nhà quý vị nhìn chiếc ô tô trước nhà đậu nè, quay xuống chiếc ô tô đậu, chiếc ô tô đậu nó vẫn còn dư một bên để chiếc ô tô kia qua mặt. Đấy à. Đó. Hẻm dưới nhà của mình là hẻm 7 mét nha. Hẻm thông của mình kế chợ luôn quý vị cô chú. Ở đây khu dân cư hiện hữu. Rồi thì chắc bây giờ em sẽ chia sẻ lại cho quý vị cô chú rõ nha. Nhà thì có diện tích vuông vức nha quý vị, không teo hậu, không tấp hậu. Nhà diện tích rất là đẹp luôn. Đầu là 3m8, dài 16m, đuôi cũng là 3m8 luôn. À, diện tích của mình là công nhận đầy đủ luôn. Thì có một cái lộ giới phía trước là khoảng 1m6. Rồi xây dựng là 3 tấm. Có là 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 6, 7 cái nhà vệ sinh. Là bây giờ hiện tại á, gia chủ đang muốn chia sẻ với cái giá bán là 8,5 tỷ. Giá này còn thương lượng nha quý chị cô chú. Và ở khu vực này hiện tại một cái căn nhà khá là đẹp như vậy. Nội thất đầy đủ hết. Trang trí bên trong rất là đẹp luôn. Nhà chính chủ đang ở với cái mức giá là rất là rẻ luôn quý vị. Một cái căn nhà này thì theo em là kiếm không ra nha quý vị cô chú. Và đặc biệt là của mình là kế bên siêu thị luôn. Ở đây mình có thể đi bộ qua bên siêu thị Aeon Bình Tân. Kế bên đi bộ qua khoảng chừng 5 phút, mà chưa tới 5 phút là tới liền à. Mình cách cái siêu thị Aeon Bình Tân à, chưa được 200m. Đó. Còn bây giờ thì clip của em xin được phép tạm ngưng ở đây nha. Quý vị cô chú nào mà có nhu cầu muốn ký gửi nhà đất á, thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của em phía dưới là 0909049383. Quý vị nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này thì cũng liên hệ hotline đó luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú ở một clip sau ạ.